Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển nha. Hôm nay một ngày thứ ba, một buổi chiều nắng vàng rực rỡ luôn nha bà con. Mình tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thúy Phượng giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha. Giá mềm, dễ chơi, cây dáng rất là đẹp luôn nha. Mời bà con và các bạn mình giao lưu với chị Phượng rất là quen thuộc ạ. Chào chị Thúy Phượng. Rồi, mến chào Liên và chào tất cả anh em ha. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình những clip vừa qua. Không làm mất thời gian của anh em, đầu like vô cây mã số 1 là mình giao lưu 160k. Cây đầu tiên. Cây mã số 1 này hoành của nó là 25. Tổng cao của nó là 86. Cây dáng cực đẹp. Giá luôn. Chỉ có 160k mình bao ship luôn ạ. Rồi tiếp tục lên mã số 2. Mã số 2 này 250k. Cái mã số 2 này hoành của nó là 27 ạ. Mày anh em về ghép hai tầng được ha. Cái này của nó 1m07 ạ. Cây mã số 2 này 250k. Mong anh em thương ủng hộ tiếp tục cho nhà vườn mình ạ. Rồi tiếp tục lên mã số 3. Mã số 3 này 200k. Cái hoành của nó là 23 ạ. Dáng lục lịch chi cạnh khá là nhiều. Tổng cao của nó là 72 ạ. Sổ đế của nó là cao 45 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã số 4. Cái mã số 4 này cũng... Cái mã số 4 này mình giao lưu 250k ạ. Hoành của nó là 28 ạ. Tổng cao của nó là 80 ạ. Ờ 75. Sổ đế cao của nó là 45 ạ. Tiếp tục lên mã số 5. Cái mã số 5 này lùng bonsai 120k. Hoành cổ của nó là 22. Đúng rồi. Chứ mình bó bồng sao là mình đi y vậy ạ. Cao của nó là 52. Cái này 120k. Tiếp tục lên cái mã số 6 ạ. Cái mã số 6 này cũng 120k. Hoành của nó là 20. Mong anh em thương nhà vườn tiếp tục ủng hộ ạ. Cao của nó là 57. Cho cái mã số 6 120k. Tiếp tục lên cái mã số 7 ạ. Cái mã số 7 150k. Cây này cao chắc trên 1,5 m quá. Cây chân dài. Hoành của nó là 23 ạ. Cao 1,5 m. Tiếp tục lên mã số 8. Mã số 8 là 150k. Hoành của nó là 20 ạ. Tổng cao của nó là 67 ạ. Giá 150k mình bao ship luôn ạ. Rồi tiếp tục lên cái mã số 9. Cái mã số 9 này cũng 150k luôn ạ. Hoành cổ của nó là 25 ạ. Tổng cao của nó là 65 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã số 10. Cái mã số 10 này giá 100k ạ. Cái mã số 10 hoành của nó là 20 ạ. Tổng cao của nó là 60. Tiếp tục mình lên cái mã 11 ạ. Cái mã 11 này 120k ạ. Cái này về mình ghép ngũ sắc được nha anh em. Hoành cổ của nó là 19 ạ. Tổng cao của nó là 1m ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 12. Cái mã 12 này 100k ạ. Hoành của nó là 18 ạ. Tổng cao của nó là 90 ạ. Rồi. Tiếp tục mình lên cái mã 13. Cái mã 13 này giá 90k. Hoành của nó là 17 ạ.
Tổng cao của nó là 1m15 ạ, giá trị có 90k. Tiếp tục mình lên một cây rất là dễ thương ạ, mã 14, 120k ạ. Hoành cổ của nó là 17 ạ. Tổng cao của nó là 72 ạ. Rồi mình tiếp tục lên cái mã 15. Cái mã 15 này 100k ạ. Để sổ dài. Hoành của nó là 21. Tổng cao của nó là 59 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 16 cũng 100k ạ. Cái hoành của nó là 24 ạ. Tổng cao của nó là 55 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 17. Cái mã 17 này 120k ạ. Cái này thì hoành cổ nó bé hơn mấy cây kia. Cái này là hoành 19 ạ. Tổng cao của nó là 73. Quay nhẹ vòng luôn. Tiếp tục mình lên cái mã 18 ạ. Cái mã 18 là 100k. Cái mã 18 này hoành của nó là 17 ạ. Tổng cao của nó là 81 ạ. Ở đâu thì cao dưới ta? Có lỡ không? Có thể. Không, tổng cao của nó chỉ 70 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 19 ạ. Cái mã 19 này cũng 100k ạ. Ok, rất là đẹp. Cây này là hoành 17 ạ. Tổng cao của nó là 76 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 20 ạ. Cái mã 20 150k ạ. Cây một cốt giăng lắc. Hoành cổ của nó là 22 ạ. Tổng cao của nó là 82 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 21 ạ. Cái hạ mã 21 bonsai. Bonsai lùm lực 120k ạ. Chi cảnh còn rất là nhiều. Hoành của nó là 20 ạ. Tổng cao của nó là 55 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 22. Cái mã 22 này giá 120 ạ. Cây chân dài, cao. Cây này hoành của nó là 19 ạ. Cây này là 1m45 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 23. Cái mã 23 này có 100k ạ. Hoành của nó là 21 ạ. Cao của nó là 62. Tiếp tục mình lên cái mã 24 ạ. Cái mã 24 này 101 ạ. Hoành của nó là 18 ạ. Cao của nó là 68 ạ. Tiếp tục mình lên cái mã 25 ạ. Cái mã 25 này 100k ạ. Hoành của nó là 20. Cây dáng lắc rất là đẹp luôn nha các bạn. Tổng cao của nó là 84. Tiếp tục mình lên cái mã 26 ạ. Mã 26 100k. Một cốt lắc luôn. Hoành của nó là 16 ạ. Tổng cao của nó là 83. Tiếp tục mình lên cái mã 27 ạ.
Cái mã 27 100k. Cây lục lực bonsai. Bình của nó là 20 ạ. Tổng cao của nó là 58. Tiếp tục lên cái mã 28 ạ. Cái mã 28 là 100k ạ. Lục lực bồ đề quái lục. Bình của nó là 17 ạ. Tổng cao của nó là 49 ạ. Để gồm quái, rất là đẹp. Tiếp tục lên cái mã 29 ạ. Cái mã 29 là 100k. Bình của nó là 21. Cao của nó là 50. Tiếp tục lên cái mã 30 ạ. Cái mã 30 hoành của nó là 17 ạ. Tổng cao của nó là 58 ạ. Giá 100k. Tiếp tục lên cái mã 31. Cái mã 31 một cặp chứ. Cái mã 31 này là một cặp ạ. Một cặp 2 cây 180k. Tiếp tục lên cái mã 32 ạ. Cái mã 32 160k ạ. Hai cây tương tự nhau. À. Tiếp tục lên cái mã 33 ạ. Cái mã 33. Cái mã 33 180k ạ. Tiếp theo mã 33, hai cây lùng lực bonsai. Hoành cũng có từ 16 17 nhưng mà. Rồi. Cái bàn tay nó hơi nghiêng kìa. Cái đây nó hơi. Tiếp tục lên cái mã 34. Cái mã 34 cặp này 160k ạ. Tài cảnh nó đều ha, từ dưới lên rồi. Rồi tiếp tục lên cái mã 35 ạ. Cái mã 35. Cái mã 35 160k ạ. 160. Rồi tiếp tục lên cái mã 36 ạ. Cái mã 36 là 170k ạ. Tiếp tục lên cái mã 37. Cái mã 37 cặp này là 160k. Cây này cũng dáng đẹp nha bà con. Để sổ dài tại cạnh còn. Tiếp tục lên cái mã 38. Cái mã 38 là 150k ạ. Tiếp tục lên cái mã 39 ạ. Cái mã 39 là 150k ạ. Cây hoành cũng có từ 16 trở lên. Tiếp tục lên cái mã 40. Cái mã 40 này cái cây nó hơi bị chày nha anh em, thành ra mình bán thanh lý. Đây nha, có cây. Ừ. Là 150k cho cái mã 40 ạ. Rồi tiếp tục mình lên cái mã 41 ạ. Cái mã 41 này 203 cây ạ. Rồi tiếp tục lên cái mã 42 đi combo đi lên. 4 cây 200k. Cây như vậy ha. Ừ, cái mã 41. 42, 4 cây 200k. 200. 43. Ừ, 4 cây 200. Đây 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 43 ha. Rồi. Rồi, cây chi cành cũng đẹp nha bà con. Rồi cái mã 44 là cũng 4 cây 200. 4 luôn. Đây 1 2 3 4 200 là mã 44. Rồi. Đây. Cái mã 45. Cũng là 4 cây. 4 cây 200. Con sai quái luôn nha bà con. Rồi, 45. Đây. Cái mã 46 cũng 4 cây 200. Đây. 46. Cái này 47. Cái mã 47 cũng 4 cây 200. Đây luôn. Đó. Đây nha, đẹp quái. Đây 147. Rồi. Tới đây 48. 48 5 cây 200. 48 5 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Đó. Lục lực bonsai nha bà con, dáng khá là đẹp. Rồi, 48 tới 49 luôn hay gì vậy? Không, hết rồi. 48 đi. Kết thúc clip, chị có đôi lời gì chia sẻ với bà con mình không? Rồi. Mình chào cảm ơn Liêm và cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình trong những clip vừa qua. Cảm ơn tất cả anh em ạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Mình chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Rất là cảm ơn bà con nha. Bye bye bà con ạ.